Anh làm bữa nãy là ca sĩ gì vậy? Tin nói chung là cũng đi từ thiện chung với cô là nhiều lắm, cô đi bên Tây nhiều lắm. Cái tên của anh là nhưng mà Lâm Thái Tú. Anh có thể hát cho bạn bà con bác ha, một khúc đoạn anh, đoạn ca khúc, ca khúc luôn, nguyên một ca khúc luôn anh. Đoạn này ha, bây giờ hát tặng cho cả nhà mình ca khúc chữ tình nha. Dạ, chữ tình cái bài sến nha. Sến. Nhạc Polygo đi. Rồi. Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc xin. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm. Từ thuở con thơ nghe tiếng mẹ âu ơ, không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vòng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạt, để lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đan quét đường, này đội nguyên ngương bạn bè muôn phương, những người ta hương cùng tôi hát câu nhạc xem hai khúc thôi. Dạ, cảm ơn anh. Tại vì mình thức dậy đưa đây luôn. Dạ. Cũng đi làm, nói chung là cũng ở miền Tây, trên miền Tây Cà Mau. Giờ anh cũng có đi hoạt động nghệ thuật không anh? Có, đang làm ở bên Tây Ninh á. Dạ. Giờ anh có đi biểu diễn ở đâu không anh? Hiện giờ làm bên Tây Ninh. Đi nói chung là ban ngày làm MC đám cưới, rồi ngày hôm đêm làm các hội chợ chạy show vậy đó. À, chạy show á, hội chợ nha. Gặp cô Linh Huệ nhiều lần lắm. Dạ. Mỗi lần. Rất là quý luôn ha. Và bây giờ chào cả nhà nha. Đi đi về bển, đi bển ha anh. Dạ. Vậy là ảnh là cứ ảnh là nghệ sĩ đó anh. Nghệ sĩ luôn. Nghệ sĩ đó. Là ảnh nào tổ chức show hay là ảnh đi hát show hay anh đi hát show? Chạy show. Rất quen với nghệ sĩ dân tộc Huế nhiều lần bên từ thiện, chương trình từ thiện người nghèo đó. Phát quà rồi ảnh hát mấy các chương trình nói chung là từ thiện là có cô hết gặp. Nãy nói anh tên gì em quên rồi. Lâm Thái Tú. Chào nhà nghệ sĩ Lâm Thái Tú. Anh ơi, bây giờ thôi anh lên đây là cũng cực khổ quá rồi. Thì nếu mà anh làm có một câu thì nó không hợp lý, anh làm thêm câu nữa câu tặng khán giả. Tặng cho khán giả. Mới mà anh vô trong mát đi. Có dùng chè cũng được. Rồi là luôn đi anh ngay mẫu cô Thanh Kim Huệ luôn. Dạ, hát câu nữa nha. Dạ. Hát câu nữa nha, nghe một cái khúc miền Tây quê tôi nha. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Cha Vinh cha cu đón chào mời nhau bánh tét. Xa đét ra người yêu dấu tháp mười trăm chim. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóc trăng đón chờ nghe lời giao. Cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh bía chúng thương. Và chào cả nhà nha. Quá hay là cảm ơn anh luôn nha. Anh hát hay quá, cảm ơn nghệ sĩ anh tên gì? Lâm Thái Tú. Lâm Thái Tú, cảm ơn nghệ sĩ Lâm Thái Tú. Đây là Lâm Thái Tú luôn. Nhưng mà mấy giờ mới tới để biết đi mua trai không?
Em bữa chửi quá, em không bớt cái này một lẻ, hai kém đi mua chửi còn ca quá. Con ai chính giữa là nó ca sĩ gì ta, người sĩ của anh là nó. Giờ thì nắng quá mọi người ơi, người thấy không, những cái hoa mà trồng ở chỗ gần mộ cậu Năm đó mọi người, nước tưới ướt luôn mà bây giờ nó muốn khô luôn rồi đó. Quá nóng mọi người. Mai một quay có ba được bao lâu ở đâu mà quay có ba được bao lâu ở đâu mà cứ thậm chí đi sớm, có thể đi sớm mà em đâu có đi, không xin nhau làm gì. Đó. Ở ngoài đó thì quá trời người đang đứng ở chỗ cái bàn thờ cậu Năm luôn rồi, che bóng mát. Quá trời nóng. Rồi cho em quay một vòng nó sẽ kết thúc cái video không người ha. Mọi người xem mà cho em xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi hẹn gặp lại mọi người video sau ha.